tối 28 tháng 10, Đại tá Lê Khắc Tuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh này đã có thêm nhiều gia đình trình báo lên cơ quan chức năng về việc mất liên lạc với người thân ở nước ngoài. Cụ thể, trong ngày 28 tháng 10 đã có thêm 4 gia đình trình báo mất liên lạc với con khi trên đường Thanh Lịch Anh làm việc, nâng tổng số người bị mất liên lạc trên địa bàn toàn tỉnh là 18 người. Những người này đều đi các nước như Đức, Pháp rồi Thanh Lịch Anh và cũng bị mất liên lạc vào những ngày 22, 23 chia 10, trùng thời điểm phát hiện 39 người chết ở Anh. Số người bị mất liên lạc khi Thanh Lịch Anh tập trung tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An. Người thân tập trung tại động viên các gia đình có con ngờ vực là nạn nhân vụ 39 người chết ở Anh. Hiện chưa xác định được có liên quan với vụ phát hiện 39 người chết ở Anh hay không, vì chưa có thông tin nào chính thức, kể cả đại sứ quán cũng chưa xác định được các nạn nhân mang quốc tịch nào. Tuy nhiên, phía công an vẫn tiến hành xác minh, lấy thông tin, tàn thư, căn cứ, các chỉ số để gửi Bộ Ngoại giao tiến hành xác minh, thậm chí là cử cán bộ nhập cuộc với Bộ Ngoại giao Thanh Lịch bên kia để xác định, Đại tá Tuyết nói. Gia đình nạn nhân Nguyễn Đình Tứ trú buôn bản Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An đã lập bàn thờ vọng vì nghĩ con mình đã chết trong số 39 người ở Anh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra văn bản dặn hỏa tốc đòi hỏi các huyện, thành phố, thị buôn bản khẩn trương rà soát một số người địa phương đi xuất khẩu công trạng ở nước ngoài liên quan đến thông tin vụ việc 39 người chết ở Anh để xác định rõ danh tính, thân nhân và động viên, thăm hỏi nếu có người liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đòi hỏi Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, phối hợp nghiêm ngặt để bắt rõ các thông tin liên quan đến vụ việc, xác nhận rõ danh tính nạn nhân là công dân Nghệ An nếu có để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Nhiều người thân đau đớn, khó cạn nước mắt dù chưa có thông tin nào xác nhận người thân họ là một trong số 39 người chết ở Anh. Tỉnh cũng đòi hỏi công an bắt tình hình, phối hợp các địa phương rà soát, xác minh làm rõ vụ việc, tăng nhanh công tác đảm bảo bình yên trật tự trên địa bàn. Ngoài ra đòi hỏi công an điều tra, đấu tranh triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm theo điều khoản pháp luật. Ngoài 18 trường hợp đã được ghi nhận tại Nghệ An, hiện tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận có 10 trường hợp có người thân mất liên lạc khi đang Thanh Lịch Anh, tập trung tại huyện Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh. Tổng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có tất cả 28 gia đình trình báo bị mất liên lạc với người thân khi Thanh Lịch Anh làm việc. Hiện Sở Ngoại vụ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người trong tỉnh.